Xin chào các bạn, một buổi sáng chủ nhật. Hiệp mới đi lễ, gia đình mới đi lễ về các bạn. Luôn tiện bà ngoại của sắp nhỏ cùng đi lễ và ghé nhà chơi. Sau bà ngoại thấy ngò già rồi, bà ngoại nói xong cắt đi để nó dài lắm. Hiệp tính để thêm 1-2 ngày cho nó già nữa, nhưng mà bà ngoại nói cũng đúng là nếu mà nó già quá thì mình ăn cái cọng nó dai lắm. Chính vì vậy mà các bạn cùng với Hiệp xem bà ngoại cắt ngò nha quý vị. Lúc trước mà Hiệp về đây thì lúc bà ngoại ở chung với tụi này, bà ngoại là làm vườn giỏi lắm. Bà ngoại có một thời gian làm vườn rất là lâu ở trên, khi mà Hiệp chưa lập gia đình ấy, thì bà ngoại đã có một cái mảnh vườn nhỏ ở tại miền tây của Na Uy ấy, quý vị quý anh chị. Sau khi bà ngoại dọn về vùng đông trên này thì bà ngoại không có làm vườn nữa, nhưng mà cũng thỉnh thoảng làm vườn chung với Hiệp thôi. Nhưng mà bây giờ các bạn xem bà ngoại làm vườn nhá. Các bạn, Hiệp xoay màn hình là cho các bạn xem bà ngoại nhá. Đây các bạn, bây giờ mình coi bà ngoại nha. Đây hình ảnh bà ngoại đây, 87 tuổi rồi các bạn, 87 tuổi mà còn khỏe không? Hay bà ngoại, đây kính chị thấy bà ngoại của Hiệp nào, 87 tuổi mà khỏe chưa? Hồi xưa làm vườn kỳ cựu lắm á, bây giờ lớn tuổi rồi, bây giờ bớt làm rồi đó, chứ hồi xưa thì phải học hỏi đó, làm giỏi lắm kính chị. Hồi xưa ở ở Bergen bà ngoại có một mảnh vườn rồi mà đúng không? Hồi xưa cái lúc ở trên Nudos á. Đó, quý vị thấy không? Mà lúc trước cô làm biển ơi, làm biển nó có làm biển đang rầy lại làm rầy đúng cái đó, qua đây đây Qua đây mới làm rẫy đúng rồi. Hồi xưa đang làm rầy đó, thật ra gia đình bà ngoại thì là người ngư phủ. làm Ông biển không ngoại làm biển ngư phủ của anh chị. Về nghề cá coi như bà ngoại mà cầm con cá là biết con cá như thế nào, con cá nào loại nào ngon loại nào dở bà ngoại biết hết đó quý chị. Đó. Nhưng mà mình để già tí xíu nữa thì nó dai hả bà ngoại? không ăn cậu không dám muốn làm cái đó đi mà này thế này Đúng rồi bà ngoại, hên bà ngoại uống qua bà ngoại dài cắt đã kịp hết, chứ cắt còn thì mấy nay làm vườn thì cũng sao quên bị cái gì. uống nó mãi muốn lỡ Đúng nó sắp rồi. à bị hư rụt á cái bọn tụ đạm mà ăn mình dài phải vậy đó. Em vàng hết rồi. Coi bà ngoại cắt ha. Đi hư hết rồi. Rập rập rập. Chưa bỏ hộ. Mưa chứ mưa chứ mưa chứ mưa xuống là bị hư rồi đó. Cái dòng ngò này á, mình trồng á, lúc đầu mình ươm hột nó lâu lên là như là cái gì, nhưng mà khi mà nó tốt rồi thì nó tốt cắt không kịp, nhưng mà khi mà mình trồng á, mới trồng thì nó lâu lắm. Quý chị biết ở ngoài tiệm á, nó bán một nhúm như vậy nè là 15 đồng ở trong một cái bịch như vậy quý anh chị, một nhúm 15 đồng thì nó uy là khoảng 1,5 đô á. Nhưng cái ngò mình trồng nó thơm hơn. Bà ngoại bên đó cũng có mảnh vườn nhỏ nhỏ nữa. Khỏi đọc bia nữa đêm Một nay lát nữa cái này á mình cắt luôn đi mà ơi, cắt luôn, cắt hết ăn luôn đi, tại vì có một cái buổi sáng này nó bị héo con cắt rồi, tại mình không ăn kịp nó bị héo hư luôn rồi. sao làm mà mọi lúc có cỏ như Dạ, bây giờ lát này mình cắt nguyên cái này luôn nè, mình ăn luôn nè, cắt nguyên cả cái này luôn nè. hỏi lúc miếng trong có ăn cả Dạ, miếng nắm không, tại vì cái loại này á là mình, thứ nhất là nó mình không có chạy này mình không vun đất được cho nó dưới nè. thì đất đất cái sâu Dạ. nè Ok, thì lát nữa tụi này ăn ăn cuốn với là rau với ngò với là xà lách, ăn cuốn tôm. Thành ra thì cắt nó ngò luôn cái chị. trong bên trong cái chậu mà anh mãi nói về giờ ở đấy trong bị em cái chậu về đó mà nào đấy đang bị giảm thiểu Cái chậu này lát nữa Hiệp phải tưới xíu xíu phần phần nó rồi bắt đầu vén đất lên. Cái lá này nè, cái lá này là phải ngắt nó đi rồi nó để cho nó phát triển cái cây, cái lá vàng này phải hái hết để cho nó phát triển, rồi mình bung bung gốc lên, chứ mình không bung gốc lên là nó mau già lắm, cái dòng cải là vậy á, không mình không bung gốc mà chưa chi nó ra 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 bông rồi kìa.
coi bên ngoài, coi bên ngoài cắt. Ngồi cái ghế thì không mỏi chân đâu ha. Hiệp chào các bạn đang xem bà ngoại Hiệp cắt ngò nhé. Nhiều đến các cái gì rồi. Thôi mình mua em mua ra cái sao này. Trời mát mát vậy ra làm vườn khỏe nè. Trời mát mát như vậy nè. Còn cái Hiệp trồng sao mà nó ra một bụi cải lùn nè. Cải lùn nè. Ôi, sao nó... Cải lùn được một chậu cải lùn. Đây nè, được chậu cải lùn nè. Có ăn thử rồi. Cái lá nó hơi nhức nhức nhức, ăn nó còn khó ăn quá. Cái này chắc xào ăn thì được chứ ăn sống không ăn quen. Cái này. Dạ. Thì cải lùn á. Nhưng mà có cái mình ăn sống nó không ngon à. Mình xào mới được. Trời có vẻ giống mưa mưa quá ha. Mà trời này mát. Nó giống như trời nó muốn mưa mà mưa không được á. Nhưng mà trời này tương đối nó mát. Nhưng mà nhiệt độ thì ấm rồi các anh chị. Nhiệt độ thì ấm rồi. Cắt đi. Cắt cái đám bên này nè, bên này già nè, bên tay phải á, đám này già nè. Còn cái đám bên đó non thì để ăn thì từ ăn bánh mì. Còn cái đám bên này nè, cái đám bên này già rồi mà nó. Hiệp xin bà ngoại bằng mã đó, giống như người Trung. Cái đám bên này nè. Rồi cái đám già này nữa. Thì con dở cái ghế này qua cho má. Cái đám này nè, đám này già nè. Cũng hình bà ngoại có ghế ngồi đỡ. Đỡ mỗi chân. Hồi sáng ăn bánh mì cắt mua nó thơm dễ sợ. Hai vợ chồng ăn bánh mì hồi sáng đi lễ. Cái ngò này á ngon nhất á là mình làm bánh mì nóng rồi bắt đầu mình kẹp vô ổ bánh mì khoảng cỡ chừng 5-7 cọng ngò như vậy nè. Trời nó thơm. Anh, nó thơm. Anh hứa bằng gớ á. Dạ. Cái quá cho bỏ. Anh hứa bằng gớ một cặp ngò. Hả, nghe không có gì bà ngoại nó ăn hamburger. Ăn hamburger của Tây mà ăn miếng ngò kìa. Ồ ngò. Chưa nghe ai nói luôn. Chế biến ra. Không mà cái ngò này thì người Tây người nơi họ cũng bán. Nhưng mà người Tây vui lắm. Ở ngoài tiệm nó bán một cái chậu như vậy là khoảng có chừng $3.
xong rồi bắt đầu nó bỏ trong một cái ô bằng kiểu mà giống như khi mà nhà nhà chồng người ta trồng trong từng ô nhỏ nhỏ vậy đó, xong rồi người Tây họ bán ngoài siêu thị đó, họ mua về họ để trên trên thành cửa sổ, bắt đầu họ ngắt lá họ ăn từ từ chứ không phải như Việt Nam mình. Việt Nam mình nó mua về là cắt luôn, Mà yêu 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 hơn yếu lắm, mà cái ngò của Tây ăn yếu lắm mà nó không có thơm, anh nói nó không có thơm, nó không thơm như ngò của mình. anh lên nó lên này chết Nó lên cao được như vậy đâu mà nó yếu lắm. anh chết rồi. Ồ, quá trời luôn. Dạ. Để làng đám một đám đó, đám nào mà non non á chắc không kịp đâu. Mấy anh chị một tuần nữa là nó héo nó vàng rồi quý chị. Cái ngò này vậy á. Mau lắm. Con để bên cái mẹ đi, để bên mẹ đi đẹp. Bà ngoại vô chưa vô tới nhà luôn là vắt cái áo đó. Mỗi lần bà ngoại qua đây là chưa chưa vô tới nhà, thằng đi vườn sau không à. Lúc bố bố mẹ Hiệp còn sống cũng vậy, mỗi lần lên thăm gia đình Hiệp á, vợ chồng Hiệp là coi như là vừa xuống xe là hai ông bà đi ra vườn sau rồi chứ không đi ra cửa chính đâu. Tại đặc biệt mùa hè là biết là ngoài vườn có cây trái đó, thành ra mà lúc trước Hiệp có cây cây mận đầu kia kìa, cứ mùa hè là có mận ra hái ăn á, thành ra ông cụ biết, ông cụ có cái Hiệp đi vô gara xe lấy cái ghế đi về gara xe đầy đồ của anh chị nè, đầy đồ luôn, gara xe đầy đồ luôn, lấy cái ghế cho bỏ cái máy lên, cứ cầm hoài mỏi tay quá. Cho bà ngoại cắt xong đi rồi Hiệp mới làm, mà Hiệp mới trồng mấy cái cây dưa leo. Hiệp còn 5 cây dưa leo Hiệp chưa trồng nữa quý anh chị. Rồi Hiệp để đây nha, quý chị xem bà ngoại Hiệp cắt ha. Đỡ đây cho mỗi cái tay của Hiệp. Ôi mưa rồi. Mưa rồi bà ơi. Rồi được rồi, hết cắt rồi, mưa rồi. Mưa rồi bà ơi. Thôi lát nữa hết hết mưa ra cắt cũng được. Mưa rồi. Thôi cho bà vô nghỉ ngơi đi. Mưa rồi quý chị. Thấy không? Mưa tháng 6 nè. Y chang như ở Việt Nam tháng 6 trời mưa không dứt. À, đi vô đi. Rồi, cảm ơn bà ngoại rất nhiều. Cắt cái hết cái đó vô để mà cắt hết cái đó luôn chứ. Dạ cắt luôn mà. Cắt luôn tại vì nó dạ không bị hư, không phải bị hư nhưng mà cắt luôn đi, tại vì mình cắt hôm nay mình lắc này có vẻ có ăn cuống nữa, ăn cuống mình đang cần rau mà. Dạ cắt hết luôn đi, tại vì mỗi lần tưới nước với lần mỗi lần ăn từng lá nó khó lắm. Cái này là mỗi lần ăn là tắt cắt nguyên bụi luôn à. Làm đi. Đó. Hãy đến con chắc mấy đó, không được rồi, được rồi. Được rồi, bây giờ nó cũng được rồi. Như vậy được rồi. Đó, như ở trong siêu thị nó bán là bán như vậy đó, nguyên cả một bịch vậy rồi, người ta bọc bọc bao ni lông vậy thôi. Đủ chưa? Đủ một cái đủ chưa? Rồi, em ơi. Được rồi. Rồi mà cắt thêm mấy cái lá hẹ nữa kìa. Mấy cái lá hẹ cho bà ngoại thích ăn hẹ lắm cái gì. Bà ngoại thích ăn hẹ. Cho bà ngoại cắt mấy lá hẹ này đi. Con nghĩ mình cắt ngang hẹ để cho nó lên đúng không nó chết với sao chết không hả có chết sao có chết sao con nghĩ không chết đâu, hẹ nó lên dữ lắm, con nghĩ cắt ngang thôi à, cắt ngang lên cao cao xíu đừng có thấp thấp quá để cho nó còn lên nữa đó đó đó, cắt hết luôn đi, tao còn ăn cuốn mà. Đó, bằng ngoại cắt với chị.
Hẹ này là một người anh ở dưới con xin ra cho Hiệp. Cho Hiệp mấy bụi luôn mà Hiệp trồng rồi. Thế con gì nào Mà hết vậy mà rồi? nó vẫn lên đó. Hết rồi hả? Xong thì có cái mưa hả? Vô mua, vô Con hơi gì mua. nữa hả? Dạ. À, lấy cái lá thơm không? Cắt cái, cắt một cái, Con gì nữa đâu? cắt một cái cọng non non đó. Nó cái cần đó. Đó, cộng phía dưới non đó. Còn lại chỉ đang cần này nữa, cái cây cần này nó thơm lắm. Đó các cái đó thì phía bà ngoại chỉ đang cần lắm, bà xã thì bà không được. Dạ thôi mưa rồi, mưa vô bà ngoại ấy. Tôi không lát được, con cắt bên hàng rào á, bên hàng rào, bên hàng rào nó tốt hơn. Dạ. Đi. Đi. Ta dắt về dưới. Con cao trên thấp. Rồi đi vô. Sao nó ngưng luôn rồi trời. Cái tay cầm chống rung này mình dùng chưa quen á. Rồi bà. Tám mươi bảy tuổi là khỏe chứ. Trời này à, trời này làm vườn lý tưởng lắm nhưng mà hơi mưa thôi, chứ nó không có mưa là làm vườn lý tưởng. Trời này thì chỉ việc là bón phân cho cây thôi chứ đâu có làm gì đâu. Trời bón phân cho cây thôi. Mưa rồi. Mình sẽ nghe tiếng mưa không? Nghe tiếng mưa không? Hôm nay mời bà ngoại với cậu út đi qua ăn ăn cuốn với hái rau vườn vô. Trời mưa rồi, không làm gì được hết. Hay già, mưa rồi các chị ơi. Xin chào, chào ai đây? Mưa rồi không làm gì được hết. Thường thường chủ nhật là tiên việc xác không có làm việc. Ra đi ngồi bà ngoại ơi. À, đây là mấy trái dưa chuột. Tây nó gọi là snack, agit. Coi như là kiểu mà mình gọi nôm na là dưa leo mini đó. Thì mới hái sáng mà cái gì. Chanh thì mấy cây chanh hái ra hái vô cái gì.
ăn thử nha, ăn thử đi ha, ăn thử đi, ăn thử rồi sao, ăn thử đi. Ngon ghê mà ơi, nó giòn lắm, cả mới hai sáng. Bởi vậy năm nào thì cũng thích trồng dưa leo với cà chua đó, tại vì ăn liền, mình không cần phải ra hái cái ăn liền, nhiều khi mình không cần rửa luôn. Các anh chị biết mưa như vậy thì cây cối gì mau lên không? Trải, trải là mau lên nhất, trải xà lách rồi mau lên lắm. Mình không thấy cái tin nhắn của các bạn nha, sorry các bạn nha, mình chào chung nhé. Trời mưa rồi, không làm gì được hết. Mưa về đâu á, đâu ra sân vườn ngồi ăn được đâu. Dù là có máy hiên nhưng mà bưng ra bưng ngô nó ướt. Ok, Hiệp xin chào tạm biệt các anh chị nha. Hẹn gặp lại trong cái clip lần tới. Chúc tất cả một ngày Chủ nhật an lành nha.